Luật cư trú năm 2020 vừa được Quốc hội khóa 14 thông qua với nhiều nội dung mới quan trọng, trong đó đáng chú ý là việc bỏ sổ hộ khẩu giấy trong việc quản lý cư trú. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp, vẫn sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Theo đó, khi người dân thực hiện thủ tục đăng ký thường trú, cơ quan đăng ký thường trú kiểm tra và cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đăng ký. Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, cơ quan đăng ký thường trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi thường trú mới của người đăng ký vào cơ sở dữ liệu về cư trú, thay vì cấp sổ hộ khẩu cho họ như quy định trước đây. Như vậy, thời gian giải quyết đăng ký thường trú của công dân từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, luật cư trú năm 2020 có hiệu lực là 7 ngày làm việc nếu hồ sơ hợp lệ đầy đủ.